Xin chào các bạn, nếu như các bạn đang có ý định mua những chiếc iPhone mà mình sắp kể tên dưới đây thì các bạn phải chạy ngay đi và chạy nhanh lên để có thể mua sớm nhất có thể, bởi vì sắp tới đây nó sẽ bị khai tử và sẽ không còn máy mới chính hãng tại thị trường Việt Nam. Apple iPhone 14 ra mắt, chúng ta nhận được giá bán, chúng ta nhận được những thứ về cấu hình và chúng ta cũng nhận được tên của một số chiếc máy sẽ bị gạch tên, không được sản xuất mới nữa và sẽ không còn hàng mới nữa. Nó sẽ là những chiếc máy gì? Hãy cùng mình bắt đầu video ngay bây giờ nhé. Và chào mừng các bạn đã đến với NT Studio. Đừng quên để một like, một subscribe đón chờ những video mới nhất đến từ mình. Chiếc iPhone bị gạch tên đầu tiên đó chính là iPhone 11. Đây là chiếc máy được ra mắt cùng thời điểm với iPhone 11 Pro và 11 Pro Max. Vốn dĩ hai người anh em của nó đã bị gạch tên khá lâu rồi, nhưng thông thường với những chiếc máy nằm ở dòng không Pro thì nó sẽ bị gạch tên chậm sau 2 năm so với những chiếc máy dòng Pro, và tới thời điểm hiện tại thì iPhone 11 đã bị gạch tên. Và nếu như ở thời điểm này các bạn đang quan tâm đến giá bán của iPhone 11 á, thì nó sẽ loanh quanh ở khoảng tầm từ 10 tới 11 triệu tùy theo tình trạng máy. Còn máy cũ thì nó sẽ nằm ở khoảng tầm 8 triệu rưỡi tới 9 triệu. Với iPhone 11 thì đây có thể nói là một chiếc iPhone quốc dân ở tầm giá 10 triệu. Bởi vì sao? Với 10 triệu đồng bạn sở hữu được một chiếc iPhone mới chính hãng, VNA, bạn có bảo hành đầy đủ, và thêm nữa bạn cũng vẫn có một cái cấu hình rất rất ngon để có thể sử dụng ở thời điểm hiện tại, dù cho sử dụng với tác vụ hàng ngày hay là khi bạn sử dụng nó để chơi game này kia thì nó vẫn tỏ ra là một chiếc máy mạnh mẽ đủ đáp ứng cho nhu cầu chơi game của các bạn. Camera của chiếc máy này thì chỉ có 2 cam thôi, nhưng cái chất lượng hình ảnh mang lại mới là cái thứ quan trọng nhất mà chúng ta quan tâm tới, thì nó vẫn mang đến được cho chúng ta những hình ảnh ngon, đẹp và thậm chí quay video chống rung thì best nhất phần khúc. Nói chung iPhone 11 vẫn là một chiếc máy gọi là quốc dân ở tầm giá 10 triệu. Nên nếu như bạn đang muốn mua cái chiếc máy này là máy mới VNA có bảo hành chính hãng đầy đủ ở thời điểm hiện tại á, thì hãy chạy nhanh lên và mua ngay lập tức đi. Nếu không, sắp tới sẽ không có hàng mới để mua đâu, giống như câu chuyện của iPhone 10R năm ngoái thôi. Chiếc máy thứ 2 và thứ 3 sẽ là iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max. Khá là buồn, chỉ sau 1 năm ra mắt thôi thì Apple sẽ khai tử. Bởi vì như thông lệ rồi, iPhone Pro của năm trước sẽ bị gạch tên ngay lập tức khi mà dòng máy của năm sau ra mắt. Thì đó, bộ đôi này đã bị gạch tên và sắp tới chúng ta sẽ khá khó để có thể mua được hàng chính hãng VNA tại thị trường Việt Nam. Thế nên đấy cũng là lý do tại sao mà bạn phải chạy nhanh lên, chạy ngay đi để mua iPhone 13 Pro và 13 Pro Max. Giá bán của hai chiếc máy này ở thời điểm hiện tại như mình tham khảo tại 24 giờ store thì nó sẽ là 24 triệu cho chiếc iPhone 13 Pro phiên bản 128GB, và nó sẽ rơi vào khoảng tầm 27 cho tới 28 triệu cho chiếc iPhone 13 Pro Max phiên bản 128GB. Tất nhiên với những phiên bản bộ nhớ trong cao hơn thì bạn cũng sẽ phải bỏ ra nhiều tiền hơn để có thể sở hữu. Thì nói về iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max thì như mình đã nhận định, đây là hai chiếc máy còn đáng mua hơn cả so với iPhone 14 và iPhone 14 Plus. Bởi vì sao? Tất cả những gì iPhone 14 và iPhone 14 Plus có thì còn iPhone 13 Pro và 13 Pro Max nó cũng có, và đôi khi nó có những thứ nhỉnh hơn. Ví dụ như các bạn có thể thấy là ở phần khung viền trên iPhone 13 Pro và 13 Pro Max, chúng ta sẽ có là khung viền thép không gỉ, nó bóng bẩy và nó tạo ra được sự sang trọng. Thêm nữa thì chúng ta có mặt lưng nhám này, chúng ta sẽ có ba ống kính camera cùng với đó là một cảm biến LiDAR. Khi mà nhìn mặt lưng của iPhone 13 Pro, 13 Pro Max và đặt cạnh với mặt lưng của iPhone 14 và 14 Plus thì rõ ràng 13 Pro và 13 Pro Max sang trọng hơn rõ rệt. Sang đến màn hình đi, thì iPhone 13 Pro, 13 Pro Max có đủ tất cả những thông số màn hình mà trên iPhone 14 và 14 Plus có, từ kích thước 6.1, 6.7 này, chúng ta có tấm nền XDR OLED này, chúng ta có độ sáng cao này, và thêm nữa chúng ta có luôn cả màn hình ProMotion. Nó mang lại chúng ta những chuyển động ở trên màn hình là cực kỳ mượt mà, trong khi đó thì 14 và 14 Plus đâu có tính năng này. Đấy đã là cái điểm thứ hai mà nó hơn. Điểm thứ ba á, đấy là 14 và 14 Plus nó sẽ nhận được mối cảm biến với kích thước điểm ảnh 1.9 micromet, thì đó chính là cái cảm biến từ 13 Pro và 13 Pro Max mang lên. Thế nên lại một điểm nữa trùng, và con này thì nhiều cảm biến, nhiều ống kính camera hơn. Và iPhone 14, 14 Plus có một con chip A15 bổ sung thêm GPU lên tới 5 nhân GPU, thì đó lại chính là con chip từ 13 Pro và 13 Pro Max đưa lên. Thế nên qua rất rất nhiều những yếu tố mình mới nói iPhone 13 Pro và 13 Pro Max ngon hơn rất rất nhiều để cho các bạn có thể lựa chọn. Và nếu như bạn không lựa chọn ngay, không chạy ngay đi mua ở thời điểm hiện tại á, thì sắp tới sẽ không có máy để mà mua nữa đâu. Máy VNA sắp cạn nguồn rồi bạn ạ.
Và trên đó là video mình chia sẻ đến cho các bạn về những chiếc máy sắp bị khai tử, sẽ bị khai tử và sẽ không còn hàng chính hãng tại thị trường Việt Nam ở thời điểm sắp tới: 13 Pro, 13 Pro Max và iPhone 11. Còn các bạn thấy sao về những chiếc máy này thì hãy comment để ý kiến các bạn phía bên dưới phần bình luận của video. Video của mình thì dừng lại tại đây nhá. Các bạn click đừng quên để ấn một like, share và bấm subscribe kênh YouTube của NT Studio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.